mai giả anh ạ, mang tiếng bạn đưa anh con chim nội, nó biết đéo đâu cho nó bẫy ngay từ đầu luôn nhá, ở nhà nó rồi. Ôi dồi ôi. Bao cái lúc không chưa xuống lồng thì chả con công lông xe máy nào đi qua. Thế là phải là đời. Đời không như mơ anh. Vừa đi hư bóp còi. Bay. À không bay. Bay bay. Còn đấy bay ông vừa treo ông. Đặt đầu xe ông bẻ bẻ còi. Cánh sẹ này. Đấy. Nhảy nhẹ quá ha. À, nhún cái nữa là rụng. Nhảy lên là sao rồi. Nhìn lồng. Nhìn lồng kìa. Nhìn lồng, nhìn lồng, nhìn lồng, nhìn lồng. Chưa. Nó đang bám vào vanh hay sao ấy? Không sập. Nhảy cầu tử rồi, đang bộ cầu tử kia kìa. Nó đứng ở lồng nó nhảy nhẹ lên đéo sập được. Xong luôn. Mãi mới chết, còn chấm con hết. Nữa kìa. Đây, còn con nữa trên cây kìa. Còn đực nữa. Đấy, bay đấy. Kéo ra kìa. Đấy, làm sao nữa. Ok. Chúc mừng. Xong.